Mời cộng đoàn cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa. Thứ ba tuần năm mùa phục sinh. Ca nhập lễ. Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người, vì Người đã ban ơn cứu độ, biểu dương uy lực và đức Kitô của Người cũng biểu dương quyền bính. Hallelujah. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ có những người Do Thái từ Antiochia và Iconio đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phaolô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết nhưng khi các môn đệ súng lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông chảy đi đét bê cùng với ông Banaba. Sau khi đã loan tin mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại lời Itera, Iconio và Antiochia. Hai ông cũng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Trong mỗi hội thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, đấng họ đã tin. Hai ông đi qua miền Pisidia mà đến miền Pamphylia, rao giảng lời Chúa tại Pekge, rồi xuống Atalia. Từ đó hai ông vượt biển về Antiochia, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. Khi tới nơi, hai ông tập họp hội thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ đáp ca lạy chúa kẻ hiếu trung phải nói lên rằng triều đại ngài vinh hiển lạy chúa muôn loài chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ kẻ hiếu trung phải chúc tụng ngài nói lên rằng triều đại ngài vinh hiển xưng tụng ngài là đấng quyền năng lạy chúa kẻ hiếu trung phải nói lên rằng triều đại ngài vinh hiển để nhân loại được tường những chiến công của Chúa và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài, thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng, triều đại Ngài vinh hiển. Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa. Chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng thánh danh, đến muôn thổ muôn đời. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng, triều đại Ngài vinh hiển tung hô tin mừng. Hallelujah! Hallelujah! Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho người. Hallelujah! Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. An. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng sao xuyến cũng đừng sợ hãi, anh em đã nghe thầy bảo thầy ra đi và đến cùng anh em nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng chúa cha bởi vì chúa cha cao trọng hơn thầy bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra để khi xảy ra anh em tin thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến đã hẳn nó không làm gì được thầy nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng thầy yêu mến chúa cha và làm đúng như chúa cha đã truyền cho thầy ca hiệp lễ. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người, đó là niềm tin của chúng ta. Hallelujah! Bài đọc kinh sách ngày 30 tháng 4 Trích bài chú giải của Thánh Cyrilo, Giám mục Alexandria, về tin mừng theo Thánh Gioan. An. Đức Kitô muốn tỏ cho thấy cần phải gắn bó với người trong tình yêu, và nhờ kết hợp với người, chúng ta được lợi ích thế nào, thì người đã xưng mình là cây nho. Còn những ai liên kết với người như được tháp, được gắn vào người, lại được thông phần chính bản tính của người nhờ được thông ban thánh thần, vì thánh thần của Đức Kitô liên kết chúng ta với người, thì người ví họ như cành nho. Quả vậy, những ai đến gắn bó với cây nho là Đức Kitô, thì đó là do ý thức tự nguyện, còn người liên kết với chúng ta, thì đó là do bản chất yêu thương của người. Thật vậy, do ý định tốt lành mà chúng ta đến với Đức Kitô nhờ đức tin, còn chúng ta được trở nên dòng giống của người thì đó là vì chúng ta được người ban cho ơn làm nghĩa tử. Vì theo Thánh Phaolô, ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Cũng như ở chỗ khác, người được một ngôn sứ gọi là nền móng vì chúng ta được xây dựng trên người và được gọi là những viên đá sống động và thiên liêng làm nên hàng tư tế thánh, xây nên ngôi nhà thiên chúa ngự nhờ thần khí. Chúng ta không thể được xây dựng cách nào khác thành ngôi nhà này nếu Đức Kitô không là nền tảng cho chúng ta thì ở đây người tự xưng là cây nho sinh ra và nuôi dưỡng các cành từ cây nho mọc ra. Thật thế, nhờ thần khí, chúng ta được tái sinh nhờ người và trong người để mang lại hoa trái ban sự sống, không phải sự sống cũ kỹ lỗi thời, nhưng là sự sống đã được đổi mới và thấm nhuần lòng mến đối với người. Chúng ta được Thiên Chúa giữ gìn cho sống, nếu một khi được tháp nhập vào Đức Kitô, chúng ta luôn gắn bó với lệnh người truyền và ân cần duy trì địa vị cao quý của mình nghĩa là đừng bao giờ để cho thánh thần hằng ngự trong chúng ta phải buồn, dù chỉ một chút thôi, vì nhờ thánh thần mà biết được rằng có thiên chúa ngự trong chúng ta. Chúng ta ở trong đức Kitô và người ở trong chúng ta thế nào, thì thánh Gioan An đã khéo trình bày cho chúng ta như sau, căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong người và người ở lại trong chúng ta. Vậy như rễ cung cấp sức sống cho cành nho thế nào, thì ngôi lời, con một của thiên chúa, cũng chuyển thông cho các thánh bản tính của người cũng là của Chúa Cha, như mối dây liên hệ họ hàng nào đó, khi rộng ban thần khí cho những ai kết hợp mật thiết với người nhờ đức tin và đời sống hoàn toàn thánh thiện. Người nuôi dưỡng họ, cho họ thêm sốt sắng đạo đức và cho họ hiểu biết mọi nhân đức cùng mọi điều thiện hảo. Hạnh Thánh ngày 30 không 04 Thánh POV, Giáo Hoàng Đây là vị Giáo Hoàng có công về công đồng trên tô. Công đồng Vatican II có những khó khăn thì Thánh Pio V cũng gặp nhiều rắc rối về công đồng trên Tô vậy. Trong triều đại giáo hoàng 1566-1572, đến 1572, Đức giáo hoàng Pio V đối mặt với khó khăn là quy tụ giáo hội tản mát khắp nơi về một mối. Gia đình của chúa bị hoành hành vì tham nhũng, cải cách, liên tục bị người Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng và các nước chiến tranh đẫm máu. Năm 1545, Vị giáo hoàng tiền nhiệm đã triệu tập công đồng trên tô với nỗ lực là xử lý các vấn đề nổi cộng trong giáo hội. Suốt 18 năm, các giáo phụ đã thảo luận, kết tội, xác định và quyết định cách hành động. Công đồng kết thúc năm 1563. Đức giáo hoàng b được bầu chọn năm 1566 và chịu trách nhiệm bổ sung việc cải cách mà công đồng kêu gọi. Ngài cho thành lập các chủng viện để đào tạo linh mục đúng quy cách, cho xuất bản sách lễ mới, sách kinh nhật tụng mới sách giáo lý mới và thành lập hội ái hữu học thuyết Kitô giáo cho giới trẻ. Ngài ban hành pháp chế chống lạm dụng trong giáo hội. Ngài kiên trì phục vụ người bệnh và người nghèo bằng cách cho xây các bệnh viện, cung cấp lương thực cho người đói khác. Số tiền thường được dùng để đãi tiệc của giáo hội thì Ngài trao cho các tân tòng nghèo khổ. Quyết định của Ngài trở thành thói quen của dòng đa minh là mặc áo dòng trắng. Vừa nỗ lực cải cách giáo hội vừa cải cách đất nước, ngài bị chống đối mãnh liệt từ phía nữ hoàng Elizabeth của Anh và hoàng đế Maximilian II của Roma. Các vấn đề ở Pháp và Hà Lan cũng cản trở hy vọng của ngài là liên kết Âu Châu để chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng ngài giành được vịnh Lebanon to khỏi tay Hy Lạp vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Ngài không ngừng đòi hỏi canh tân giáo hội là nền tảng sống của ngài với tư cách là một tu sĩ dòng đa minh. Ngài dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa, ăn chay, từ chối những xa xỉ dành cho giáo hoàng và nghiêm túc theo tu luật và tinh thần đa minh còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen